Hey, xin chào tất cả các em thành viên của đơn thi công chức của các địa phương và các bộ ngành. Xin mời các bạn lớp để chúng ta ôn tập nội dung của bạn thi vị trí công chức địa chính với văn bản nghị định số 91/19 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực đất đai và nghị định số 04/12 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 91/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai các em nhé. Với 7 câu hỏi thầy đã xây dựng kiến lớp chúng ta, các em có thể làm trước và chúng ta cùng đồng hành với nhau. Thì cách thức thầy trao đổi nhắc lại với các em là với các cái bộ đề câu hỏi thầy đã xây dựng đề trọng tâm những câu hỏi, chúng ta có những câu hỏi về lý thuyết, có những câu hỏi về liên hệ thực tế và thấy không phải văn bản nào cũng có phần liên hệ, còn bộ đề thi chúng ta chỉ có một câu liên hệ thôi đấy. Thì thầy sẽ tính cái phủ rộng với kinh nghiệm của thầy để xây dựng những cái câu trả lời các câu bộ đề nó phù hợp nhất. Thế còn cách thức vào lớp thì chúng ta thấy để ta tiết kiệm cái thời gian là thầy tập trung cho việc giảng để ta hoàn thành mỗi văn bản, ta thấy thời gian học chúng ta có một tiếng thôi, thậm chí có hôm mà hơn một tiếng chúng ta thấy, thậm chí có hôm tiếng rưỡi đấy. Thầy không ngại gì được đó cả, nhưng mà đã tập trung cao độ khi thầy giảng. Thì rất mong các câu hỏi mà các em có băn khoăn cần hỏi ra để sau giờ giảng các em nhé. Chúng ta sẽ tổng hợp các em trao đổi làm rõ, hoặc là vẫn trong quá trình mà sau giảng đó mà các em vẫn chưa có câu hỏi, sau đó các em học mà thấy phát hiện vấn đề gì đó chưa hiểu thì hoàn toàn các em nhắn tin cho thầy qua Zalo, thầy luôn trả lời cho các em sớm nhất có thể. Dù thầy rất là bận trong việc lịch dạy ở trường cho các cơ quan của bộ, của các địa phương, nhưng mà thầy đã xây dựng kế hoạch giảng dạy cho các em, tập trung cao độ để thông báo các em từ ngày mùng 8 từ hôm qua đến tận ngày thi cho các em. Thầy tính cái điểm rơi nó phù hợp nhất đến thời điểm thi các em nhé. Với kinh nghiệm của thầy, thầy biết tính toán, trên cơ sở đó thì thầy nói các em vào lớp học của thầy, các em chỉ có nhiệm vụ duy nhất là học những gì thầy dạy, thầy có kinh nghiệm những cái bộ đề trọng tâm cho các em. Và phải biết cái kế hoạch nó phù hợp với thời điểm rơi, thời điểm rơi phù hợp với ngày thi của các em để các em học tập trung các em nhá. Quay lại cùng nhau chúng ta giải quyết với bộ đề của nghị định số 91/19 và nghị định số 04/2022 này, thì ta đi lần lượt giải quyết các câu hỏi. Thì cách thức làm bài thầy vẫn nhắc đi nhắc lại vì chúng ta trước giờ nó làm theo thói quen. Thực ra là đã chấm rất nhiều các cái kỳ thi công chức mà các bạn thì cứ một thói quen là chúng ta không chép lại câu hỏi. Các em có thể làm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trước đều được, nhưng mà chúng ta phải chép câu hỏi lại đó và xuống dòng nghe chữ bài làm, nó đảm bảo về cả hình thức đúng không, và chúng ta thấy các thầy cô đánh giá rất cao. Còn chúng ta chỉ ghi câu 1, câu 2 đấy, chúng ta thấy nhìn vào nó đã không tạo thiện cảm rồi đó. Thì các em giúp thầy vừa xây dựng, bao giờ các em làm bài phải xây dựng dàn ý. Nhiều bạn là cứ viết vào viết là cắm đầu cắm cổ viết đúng không, không có xây dựng dàn ý. Và chúng ta phải tạo lập thói quen lập dàn ý từ ngay khi chúng ta học, nó sẽ giúp em học dễ dàng hơn, gạch các ý chính. Chúng ta học luật này cũng phải không phải thuộc là từng từ từng chữ các em nhá. Nên là thầy đã cố gắng đọc đi đọc lại đây, thầy hướng dẫn rất kỹ, nhắc đi nhắc lại. Bình thường các lớp khác thì thầy chỉ nhắc một lần thôi vì các tài liệu là các em nắm được rồi. Đây thầy vào lớp và thầy hướng dẫn cách học các em rồi các nội dung trọng tâm nhất để chúng ta biết được, chúng ta chủ động học. Đấy, cách thức chúng ta học hoàn toàn với khi thi công chức, ta phải sự chủ động và biết cái cách thức học và chúng ta nắm bắt được các nội dung trong phần liên hệ nó phù hợp, rồi cách mở bài, rồi dẫn dắt vào nội dung thân bài và kết bài như thế nào. Đấy, đảm bảo cái ba gem điểm nó phù hợp. Chúng ta rất mong em hiểu về cách thức học như vậy. Thì chúng ta quay lại với câu hỏi số 1, chúng ta xác định cái dàn ý ở đây. Đấy, về thời hiệu xử phạt cái hành chính đúng không? Người ta đưa ra rất là rõ, thì chúng ta phải xác định cái ý về thời hiệu đúng không ạ? Nó nằm ở đâu? Thời hiệu ta định hình trong đầu nó là cái gì đúng không? Nó xác định về cái thời điểm trong cái thời điểm mà xử phạt và nó là bao nhiêu năm. Đấy, trong lĩnh vực đai thì là bao nhiêu năm. Đấy, ta học theo dạng câu hỏi đúng không ạ? Và nó bao hàm có nội dung gì và các hành vi nào thì được xác định là kết thúc đúng không? Và thời điểm chấm dứt có các hành vi vi phạm trong xử lý trong lĩnh vực hành chính xử về đất đai, thì chúng ta đấy xác định cái ý như vậy thì trong đầu. Và chúng ta thấy với cái câu hỏi này nó có 5 nội dung chẳng hạn, đấy nó gạch ra và chúng ta đừng cầu toàn học thuộc từng từ từng chữ. Các thầy cô chấm theo 3 gem điểm, các em thấy rõ ràng chỉ một dòng thôi, giả sử thời hiệu xử hành chính trong lĩnh vực đất đai 2 năm thì nó điểm của nó cũng bằng cả loạt các nội dung trình bày phía sau. Các nội dung khác ta thấy ví dụ như về ý 3 chẳng hạn, liên quan các hành vi phạm ấy, thì chúng ta cần liệt kê được các nội dung về chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho đúng không, thì chúng ta thấy quan trọng sự bao phủ đấy, rồi hành vi chuyển nhượng phần đất dưới hình thức phân lô bán nền chẳng hạn. Đó thì chúng ta học cái triệu bao phủ như vậy thì nó dễ dàng để bảo bảo về cấu trúc điểm đấy. Chúng ta thấy các em có thể viết hết, em giả sử 10 ý mà chúng ta viết được 3 ý hoàn toàn thì chúng ta được có 3 điểm thôi đúng không, nhưng mà chúng ta viết được dàn được 7-8 ý hay 10 ý thì chúng ta thấy chắc chắn là chúng ta được 7-8 điểm rồi. Đấy, chúng ta biết cách phân bổ từ cách học, cách trình bày, cách viết đúng không ạ, thì sẽ giúp cho các em thực hiện tốt em nhá. Thì thầy chia sẻ để chúng ta hiểu được cái cách
làm cái học và ra trong các cái video, nếu các em đã nghe thì thầy cũng đã nhắc rồi, nhưng mà nhắc lại nữa để chúng ta thống nhất với nhau một cái chiến dịch chúng ta học đến thời điểm thi của các em, đúng không ạ, để làm sao nó đạt hiệu quả các em nhé. Thì ta đi từ khái niệm trước về thời hiệu, ta phải hiểu thời hiệu là cái gì, đúng không? Thời hiệu đây chính là cái thời hạn do luật định mà khi kết thúc hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý, đúng không? Đối với các chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Đấy, chúng ta thấy ở đây cái hậu quả pháp lý ở đây chính là về các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chúng ta thấy là cái thời hiệu chính là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do pháp luật quy định. Thì pháp luật từng lĩnh vực đất đai, đúng không? Thời hạn hành chính thì đây cụ thể đây về khái niệm về thời hiệu chúng ta nắm được như vậy. Và với thời hiệu ở trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đúng không ạ? Thời hiệu mà xác định về cái thời điểm xác định rõ các hành vi, đúng không, đã phát sinh gây ra những hậu quả mà các chủ thể phải chấp hành các quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Để cụ thể hóa những nội dung trong hướng dẫn của luật đất đai năm 2013 thì chính phủ ở nghĩa là 2013 trong về lĩnh vực về xử phạt hành chính thì chính phủ đã ban hành nghị định số 91 năm 2019 và đến 2022 thì chính phủ ban hành nội dung của nghị định số 04 sửa đổi một số điều trong nghị định số 91, trong đó xác định rõ những nội dung về thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai cụ thể như sau. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Thì chúng ta thấy ở đây về thời hiệu xử phạt hành chính, ta nhớ trong lĩnh vực đất đai đó là 2 năm. Thứ hai là thời hiệu để tính cái thời hiệu xử phạt hành chính, ta thấy được quy định rất là rõ với từng hành vi. Hành vi đầu tiên, hành vi vi phạm hành chính mà đã kết thúc rồi, đúng không? Quy định tại khoản 3 của điều này. Thì chúng ta thấy là thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Và nghĩa là chúng ta thấy là đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc theo quy định tại khoản 3 thì chúng ta khoản 3 ta sẽ học đấy, đúng không? Thì thời hiệu được tính từ thời điểm kết thúc, ta thấy thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ta thấy từ kết thúc là gắn từ chấm dứt, đúng không? Đấy, là nhớ hành vi hành chính kết thúc thì gắn với cái tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Thứ hai là đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện, đối với hành vi đang thực hiện và quy định tại khoản 4 điều này thì ta nhớ về thời hiệu thì được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Ta nhớ đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại khoản 4 điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi. Thì thấy khoản 4 ở đây chúng ta thấy trong đó liệt kê trong các quy định về hành vi hành chính về đất đai, quy định này mà không thuộc các trường hợp quy định khoản 3 được xác định là hành vi đang thực hiện. Thì khoản 3 nó là các liên quan các nội dung về hành vi mà chủ đầu tư kinh doanh bất động sản này, rồi các hành vi cung cấp các thông tin không chính xác này, rồi các hành vi mà trong điều kiện hoạt động dịch vụ trong đất đai này, rồi hành vi hủy hoại đất này, rồi các hành vi mà mua sắm tài sản gắn liền với đất, đúng không? Rồi các hành vi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền đất, rồi các hành vi mà người đang định cư nước ngoài sở hữu nhà ở, nhận quyền đất mà chưa có nhà ở thuộc dự án, rồi hành vi chuyển nhượng quyền đất dưới mọi hình thức về hình thức phân lô bán nền ấy, rồi hình thức chuyển đổi chuyển nhượng tặng cho. Đấy thì chúng ta thấy đấy là những hành vi kết thúc, thế còn không nằm trong những hành vi này thì được gọi là các hành vi đang thực hiện em nhé. Đấy chúng ta nhớ là như vậy. Thì thứ ba là với trường hợp xử phạt hành chính đối với tổ chức cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì ta nhớ về thời hiệu xử phạt được áp dụng quy định tại khoản 1 điều này và điểm A điểm B khoản này tính đến thời điểm quyết định xử phạt hành chính. Thì ta thấy với cái trường hợp mà xử phạt hành chính đối với các tổ chức cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì ta nhớ về cái thời hiệu mà xử phạt được áp dụng quy định tại khoản 1 điều này, đúng không ạ? Và điểm A điểm B khoản này tính từ đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thì ta thấy về cái phần thời hiệu chúng ta nhớ ý có thể ở đây về được quy định rất là rõ với từng hành vi đã kết thúc, hành vi đang thực hiện, đúng không? Và cái hành vi ta thấy là đối với trường hợp ở sở hành chính đối với người thẩm quyền lập biên bản hành chính, đúng không, chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng quy định tại khoản 1 điều này, em nghe là 2 năm đấy, đúng không? Và điểm A điểm B của này tính đến cái thời điểm ra quyết định xử phạt hành chính. Ba, người ta xác định được rõ về các hành vi mà được xác định là kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm làm căn cứ để xử phạt hành chính trong đất đai. Ở đây hành vi thứ nhất là nhớ về chữ hành vi chuyển đổi chuyển nhượng tặng cho thuê đất, trả tiền một lần, thừa kế thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc là nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thuê đất, trả tiền một lần, thừa kế, đúng không? Nhận thế chấp, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất mà không được giao dịch hoặc là không đủ điều kiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch đã ký, thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền
về quyền sử dụng đất ở thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên thực hiện hợp đồng và văn bản đã ký kết. Chúng ta nhớ ý hành vi đầu tiên gắn với việc liên quan hành vi được xác định là kết thúc và thời điểm trước hành vi vi phạm đấy là từ chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho thuê đất, đó, trả tiền thừa kế, thế chấp góp vốn. Còn bên sau ta nhớ được tốt không? Thêm ở đây những ý thứ sau để chúng ta trả lời là thời điểm kết thúc cái hành vi giao dịch quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng và văn bản đã ký kết, em nhá. Thứ hai, hành nào liên quan với cái hành vi mà được xác định là kết thúc ấy, và thời điểm trước hành vi vi phạm hoặc là hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức là phân lô bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc là bán kết hợp với cho thuê nhưng không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc đủ điều kiện nhưng chưa được ủy ban nhân dân tỉnh thành phố của ban cấp tỉnh đấy, ban tỉnh thành phố của trung ương thì thấy là ban cấp tỉnh cho phép mà các bên liên quan đã hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng, văn bản chuyển nhượng đã ký kết. Chúng ta nhớ về cái trường hợp này về phân lô bán nền đấy, nhớ về cho thầy đây về cái thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng quyền đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. Chúng ta nhớ ý thay về hành vi chuyển nhượng quyền đất dưới hình thức phân lô bán nền đấy, trong dự án đầu tư kinh doanh nhà ở để bán hoặc là bán hợp đồng thuê nhưng không đủ điều kiện, đúng không đấy. Đến đây là cũng là được rồi, họ là đủ điều kiện thì nhưng trung ban nhân tỉnh cho phép, đúng không? Đó, thì thấy thì thời điểm kết thúc cái hành vi chuyển nhượng quyền đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của bên theo hợp đồng hoặc là văn bản đã kết. Thứ ba, đó là hành vi người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhận quyền sử dụng đất chưa có nhà ở, không thuộc diện nhà ở phát dự án các dự án phát triển nhà ở đấy, hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải đất ở nằm ngoài khu công nghiệp, rồi cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, rồi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp hoặc là thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ và theo hợp đồng, văn bản đã chuyển quyền đã ký để hàng loạt liệt kê vậy. Nhưng cái mốc ở đây là nhớ là thời điểm kết thúc hành vi chuyển quyền đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ các bên theo hợp đồng hoặc là văn bản ký kết. Chúng ta nhớ cái hành vi thứ ba, hành vi người Việt Nam định cư nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đúng không? Nhận quyền sử dụng đất mà chưa có nhà ở, không thuộc dự án phát triển nhà ở hoặc là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải đất ở nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đấy, ta nhớ ký này, đúng không? Và ta nhớ thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. Thứ tư, đó là hành vi ta nhớ đây là hành vi chuyển nhượng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đã được thực hiện nhưng quyền sử dụng đất không được chuyển nhượng hoặc không đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền đất. Và ta nhớ cái điểm kết ở đây là thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản ký kết. Thì là những hành vi thứ tư ở đây là hành vi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đã được thực hiện nhưng quyền đất không được chuyển nhượng hoặc là không đủ điều kiện. Chúng ta nhớ cái mốc là thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc là văn bản ký kết. Hành vi thứ năm đó là hành vi bán mua tài sản gắn liền với đất nhà nước cho thuê. Đúng không ạ, ta thấy là rất là rõ ở đây hành vi mà gắn liền với đất mà cho thuê, đúng không ạ, người tiền đất hàng năm ấy chúng ta thấy rồi, đúng không ạ, không đủ được các điều kiện quy định trong điều 189 của đất đai nhưng các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản mua bán tài sản đã ký, đúng không? Thì chúng ta nhớ cái thời điểm mốc nên nhớ nhắc học là thời điểm kết thúc hành vi bán, đúng không, nhắc lại phần trên bán mua tài sản là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. Thì chúng ta nhớ là các cái hành vi thứ năm mua bán ấy, thì ta thấy gắn xuống dòng là các thời điểm kết thúc hành vi mua bán rất là rõ rồi. Hành vi thứ năm là bán mua tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê thu tiền đất hàng năm không đủ điều kiện quy định tại điều 180 luật đất đai, đúng không? Nhưng mà các bên đã hoàn thành những hợp đồng thì chúng ta nhớ là thời điểm kết thúc hành vi bán mua tài sản là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. Hành vi thứ sáu nó hành vi hủy hoại về đất, đấy, gắn hành vi thứ sáu hành vi hủy hoại đất, di chuyển làm sai lệch hoặc là hư hỏng mốc chỉ giới xuống đất, mốc địa giới hành chính, tẩy xóa sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ chứng từ trong việc sử dụng đất đã kết thúc trước thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Chúng ta nhớ mốc ở đây là thời điểm kết thúc của các hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó. Thì ta thấy hành vi
Thứ sáu đây là hành vi hủy hoại đất, di chuyển, làm sai lệch hoặc hư hỏng, mốc chỉ giới, dùng đất, mốc địa giới hành chính, rồi tẩy xóa, sửa chữa, làm sai các giấy tờ chứng từ đấy. Thì chúng ta đây là thời điểm kết thúc hành vi vi phạm. Quy định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong hoạt động hành vi vi phạm đó. Hành vi thứ bảy đó là hành vi vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai mà hoạt động dịch vụ đã thực hiện xong và các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản thực hiện dịch vụ đã ký kết. Và chúng ta nhớ mốc đây là thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này, chính là thời điểm ký văn bản thanh lý hợp đồng hoặc văn bản đã thực hiện dịch vụ đã ký kết. Thì nhớ cái hành vi thứ bảy, hành vi gắn với việc mà chúng ta thấy là vi phạm các điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai mà hoạt động dịch vụ đã thực hiện xong và các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ đồng, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ cái thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định thời điểm này là thời điểm ký văn bản thanh lý hợp đồng và văn bản thực hiện dịch vụ ký kết. Hành vi thứ 8 đó là hành vi cung cấp các cái thông tin không chính xác phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp về đất đai. Thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này thì chúng ta nhớ đây chính là cái thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp các thông tin không chính xác cho tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật. Thì ta nhớ hành vi thứ 8 là hành vi về cung cấp, đúng không ạ, các thông tin không chính xác phục vụ công tác về thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai. Rồi thời ta nhớ ở đây với cái thời điểm này hành vi này kết thúc hành vi vi phạm, đúng không, quy định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin không chính xác cho tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật. Hành vi thứ 9 là gắn với hành vi của chủ đầu tư ở dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoặc là cung cấp không đầy đủ các giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, các công trình xây dựng, người nhận quyền sử dụng đất, tự nộp hồ sơ giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 7 điều 26 của luật nhà ở và khoản 4 điều 13 của luật kinh doanh bất động sản, nhưng sau thời hạn quy định chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm, đúng không? Chúng ta nhớ mốc cái thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này chính là cái thời điểm nộp hồ sơ hoặc đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ cho người mua, thuê mua công trình xây dựng, người nhận quyền sử dụng đất để tự nộp hồ sơ giấy chứng nhận theo quy định. Thì ta thấy với trường hợp thứ 9 này là gắn với hành vi của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người chứng quyền đất, hoặc là không cung cấp đầy đủ các thông tin giấy tờ cho người mua, thuê nhà, các công trình, đúng không, đất để tự nộp hồ sơ giấy chứng nhận. Đấy, ta nhớ được các quy định tại khoản 7 điều 26 luật nhà ở, khoản 4 điều 13 thì tốt, đúng không? Còn không ta nhớ cái quan trọng nhất là nhấn mạnh ở đây gắn hành vi này là thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định đúng không? Tại điểm này là thời điểm đã nộp hồ sơ hoặc đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ, đúng không ạ, cho người mua, thuê mua nhà, các công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền đất để tự nộp hồ sơ giấy chứng nhận quy định. Hành vi thứ 10 đó là hành vi về các trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định các điểm A, B, C, D, D, E, G, H, I khoản này mà người có hành vi vi phạm không chứng minh được thời điểm kết thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt hành chính. Chúng ta nhớ là trường hợp mà vi phạm hành chính quy định các điểm A, B, C, D, E, G, H, I, K ở khoản này mà người có hành vi vi phạm không chứng minh được, nhớ không, chứng minh về thời điểm kết thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Thứ tư là đối với các hành vi mà thấy xác định đã hành vi vi phạm hành chính đất đai theo định này mà không thuộc các trường hợp như trên, thấy 10 trường hợp như trên tại khoản 3 điều này thì được xác định nó là hành vi đang thực hiện em nhá. Với thì chúng ta nhớ là với các hành vi vi phạm chính về đất đai quy định tại định này mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 điều này chính là 10 cái trường hợp trên thì được xác định là hành vi vi phạm đang thực hiện. Tiếp theo ta thấy với trong thời gian quy định tại khoản 1 điều này thì chúng ta thấy là khoản 1 là liên quan thời gian 2 năm đấy, đúng không? Thì nếu tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm chính cố tình trốn tránh cản trở việc xử phạt của cơ quan người thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh cản trở xử phạt. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây trong thời hạn mà theo quy định tại khoản 1 điều này nếu tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm chính cố tình trốn tránh cản trở việc xử phạt của cơ quan người có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh cản trở về xử phạt các em nhé. Thấy năm quy định về cái thời hiệu xử phạt vi phạm chính, đúng không, trong lĩnh vực đất đai thì ta nhớ cho thầy nội dung vậy. Và thầy ta thấy phần cái bài đây trên đây là các nội dung quy định trong việc xử phạt hành chính trong đất đai được quy định tại nghị định số 91 năm 2019 của chính phủ
và Nghị định số 04/2022 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 91/2019. Đúng không? Đây là quy định rất quan trọng để giúp cho các cơ quan có thẩm quyền xác định rõ về các cái hành vi vi phạm, đúng không? Hành vi đã kết thúc hay đang thực hiện để đưa ra các quy định về thời hiệu xử phạt hành chính trong đất đai đối với tổ chức cá nhân tuân theo trong các quy định trong nghị định này em nhé. Đó, như vậy là xong trong câu hỏi số 1. Ta đi vào câu hỏi số 2. Anh chị đã trình bày các quy định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo nghị định số 91/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong đất đai và nghị định số 04/2022 của Chính phủ. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây, chúng ta thấy các nội dung trong quy định về cái thời hiệu xác định rất là rõ các hành vi, chúng ta thấy về hình thức xử phạt cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả, đúng không ạ, đã được quy định. Thì ta đã định hình trong đầu rạch các cái ý vậy hình thức xử phạt hành chính trong đất đai cùng hình thức nào, đúng không, và các biện pháp khắc phục thì ta thấy có hình thức xử phạt thì có hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung các em nhé. Đó, đấy xác định trong đầu rồi các cái biện pháp khắc phục thì có thể là sẽ là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hay là nộp lại số nợ bất hợp pháp hay là thực hiện các thủ tục hành chính đấy, chúng ta thấy buộc chấm dứt cái hợp đồng thế chấp hay trả lại sổ đất đấy, thì chúng ta thấy hoàn trả tiền, hoàn thành nghĩa vụ đấy, các biện pháp rất là cụ thể thì chúng ta xác định trong đầu các hình thức. Thì trên cơ sở ta cần dẫn dắt như sau. Trên cơ sở xác định các hành vi vi phạm được quy định trong luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành thì các cơ quan thẩm quyền sẽ xác định các mức độ vi phạm và đưa ra hình thức xử phạt tương ứng cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định hướng dẫn trong nghị định số 91/2019 và nghị định số 04/2022 của Chính phủ quy định cụ thể các nội dung trong hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục xử phạt hành chính trong đất đai như sau. Thứ nhất, chúng ta thấy về các xử phạt hành chính trong đất đai thì bao gồm hình thức là cảnh cáo và hình thức hai là phạt tiền. Đấy, phạt xử phạt chính là rất là phổ biến, đặc biệt là phạt tiền. Đó là hình thức phạt chính em nhé. Bên cạnh phạt chính rồi thì hình thức phạt bổ sung. Bổ sung đây có hai hình thức, đó là việc mà tịch thu giấy tờ hoặc là tước quyền sử dụng giấy phép. Thì thấy với hình thức phạt bổ sung thì tịch thu giấy tờ đã bị xảy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ đã sử dụng trong một sử dụng đất. Thì thấy hình thức bổ sung là đầu tiên là tịch thu cái giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ giả mà đã sử dụng trong sử dụng đất. Thứ hai là được hành vi thấy hình thức phạt bổ sung là dành tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong đất đai là từ 6 tháng đến 9 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 9 tháng đến 12 tháng. Thấy về quy định về tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai là từ 6 tháng đến 9 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong đất đai từ 9 tháng đến 12 tháng. Thế về nắm được cái hình thức phạt chính và bổ sung. Thứ ba là về các biện pháp khắc phục hậu quả, đúng không ạ? Trong lĩnh vực xử phạt hành chính trong đất đai được quy định tại nghị số 91/2019 cụ thể như sau. Có thể là bao gồm các biện pháp khắc phục rất là cụ thể. Thứ nhất là nhớ là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, và trách nhiệm ở đây sẽ gắn với ủy ban nhân cấp tỉnh để căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định cái mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại nghị này. Thế nên hình thức buộc lại khôi phục tình trạng ban đầu để chúng ta thấy có thể phá dỡ xây dựng lấn chiếm, để thấy khôi phục lại trả lại hiện trạng ban đầu đấy, để thấy ra rõ và trách nhiệm này sẽ ủy ban nhân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế quy định mức độ khôi phục, đúng không ạ? Hai là buộc nộp lại các số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định đất đai đó, ta dùng trồng các hoa lợi hay thứ, hoặc là do thuê nhà chẳng hạn, ta thấy rất rõ đúng không? Thì chúng ta thấy là sẽ buộc nộp lại các số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định. Thứ ba là buộc là thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Đấy, trường hợp mà chúng ta chưa thực hiện đầy đủ, đúng không, thì các biện pháp khắc phục quả hiện các thủ tục hành chính đất đai, bổ sung các giấy tờ đấy. Rồi thứ tư là buộc trả lại đất sử dụng không mục đích, các phần đất mà lấn chiếm không sử dụng đúng mục đích, đúng không, về đất ở mà chúng ta dùng nó đất nông nghiệp là sử dụng đất ở chẳng hạn, đấy nó không đúng mục đích quy định. Rồi thứ năm là buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, thấy các hợp đồng ký kết thấy là sẽ được bị chấm dứt, nó nằm trong các biện pháp khắc phục chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Thứ sáu là buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại. Thì thấy là biện pháp thứ sáu ở đây là buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại. Hành vi cái biện pháp khắc phục thứ bảy là buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đất đai, đó là việc đóng thuế phí lệ phí đấy, thì là những buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Cái biện pháp biện pháp khắc phục thứ tám là buộc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định. Với cái dự án đất đai mà chúng ta không hoàn thành về thời gian, buộc hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng quy định.
biện pháp thứ 9 là buộc chấm dứt hợp đồng mua bán cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện quy định. Thì buộc chấm dứt hợp đồng mua bán cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ theo quy định. Rồi biện pháp thứ 10 đó là biện pháp bổ sung đất đúng theo mục đích của nhà nước giao cho thuê công nhận quyền đất. Thì như là buộc sử dụng đất đúng theo mục đích được nhà nước giao cho thuê công nhận quyền đất. Rồi cho thấy biện pháp thứ 11 là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất rồi mốc địa giới hành chính trước khi vi phạm. Đấy là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất mốc địa giới hành chính như trước khi vi phạm. Rồi biện pháp thứ 12 là buộc cung cấp hoặc là cung cấp lại các thông tin giấy tờ tài liệu theo yêu cầu của cơ quan người có thẩm quyền thanh tra kiểm tra giải quyết tranh chấp đất đai. Đấy là buộc cung cấp hoặc cung cấp lại các thông tin giấy tờ tài liệu theo yêu cầu của cơ quan người có thẩm quyền thanh tra kiểm tra giải quyết tranh chấp đất đai. Hành vi thứ 13 là buộc thực hiện đầy đủ các cái điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp quy định tại điều 24 của nghị định này. Thì buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, các điều kiện về năng lực tài chính, về nhân sự và con người đấy theo đúng quy định tại điều 24 của nghị định này. Biện pháp thứ 14 buộc nộp giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điều 35 của nghị định này. Đấy là buộc nộp giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp quy định tại điều 35 của nghị định này. Thì chúng ta thấy đó là biện pháp thứ 14. Biện pháp thứ 15 là hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành chính và các cái công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ta nhớ là cái biện pháp khắc phục thứ 15 ở đây là hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện với trường hợp sử dụng giấy tờ giả các em nhé, để thực hiện các thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu hình sự. Biện pháp khắc phục thứ 16 đó là xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp quy định tại khoản 2 điều 23 của nghị này. Ta thấy là xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp quy định tại khoản 2 điều 23 của này. Và biện pháp khắc phục thứ 17 thu hồi đất theo quy định của luật đất đai đối với trường hợp phải thu hồi đất được quy định tại điều 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30, 32 của nghị này. Chớ là biện pháp thứ khắc phục thứ 17 thu hồi đất theo quy định của luật đất đai đối với trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại các điều 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30, 32 của nghị này. Đó là 17 biện pháp khắc phục rất là rõ liên quan trong khắc phục hậu quả trong vi phạm xử phạt hành chính đối với đất đai. Trước đó thì ta nắm được hình phạt bổ sung là có hai hình thức: tịch thu giấy tờ và tước quyền đất thì sử dụng giấy phép hoạt động, đúng không? Và hai hình thức phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Đấy, chúng ta nhớ ý là rất là rõ như vậy, định hình trong cái khung như vậy thì tụi em nhớ rất là dễ, rất nhanh, đúng không? Đây là ba ý đầu. Tiếp theo chúng ta thấy phần quy định với việc áp dụng hình thức xử phạt hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp mà có giao dịch về quyền đất thì được quy định áp dụng như sau. Nhất là trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền sử dụng đất bị phạt xử phạt hành chính và phải thực hiện các biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Nếu mà khi xử phạt hành chính chuyển quyền buộc bên nhận chuyển quyền phải trả đất cho bên chuyển quyền theo quy định, và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất thì phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả còn lại đối với từng trường hợp vi phạm quy định. Thì quy định rất rõ đây liên quan với áp dụng cái xử phạt hành chính và các biện pháp khắc phục đấy, hậu quả đấy, 17 biện pháp ấy. Thì chúng ta thấy là trong các trường hợp mà có giao dịch về sử dụng đất, ta thấy với trường hợp mà vi phạm chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển nhượng, bên chuyển quyền đất bị xử phạt hành chính và phải thực hiện các biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, rồi buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Đây cụ thể nếu khi mà xử phạt các hành vi chuyển quyền thuộc buộc bên nhận quyền chuyển quyền đấy buộc phải trả lại đất cho bên chuyển quyền theo quy định, và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất thì phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả còn lại đối với từng trường hợp vi phạm. Thứ hai là với trường hợp mà thấy nó chuyển đổi quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai, đất đai được quy định trong đất đai rất là rõ các phần trường biến động thì sẽ xử phạt hành chính đối với cả hai bên chuyển quyền sử dụng đất. Mọi người nhớ với trường hợp mà chuyển đổi sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt hành chính đối với cả hai bên chuyển đổi quyền đất. Với trường hợp mà thấy là chuyển nhượng này hay là thừa kế tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với bên nhận quyền đất. Là những trường hợp mà chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt hành chính đối với bên nhận quyền sử dụng đất. Với trường hợp mà cho thuê thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính
đối với người sử dụng đất đã cho thuê, đã thế chấp, nếu mà trường hợp mà cho thuê thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt hành chính đối với người sử dụng đất đã cho thuê, đã thế chấp các em nhá. Và ngoài việc xử phạt hành chính theo quy định tại điểm này thì bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp cụ thể quy định tại này. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây với việc phần quy định các nội dung về việc xử phạt vi phạm hành chính, đúng không ạ? Thấy trong quy định tại điểm này thì ngoài bên thấy cái việc bên chuyển quyền và bên nhận quyền chuyển quyền còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp cụ thể theo quy định tại cái này em nhé. Đấy là nội dung trong câu hỏi số 2 rất là chi tiết liên quan đến việc hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục. Đấy, các em nhớ ý cho thầy về hình phạt chính, bổ sung rồi 17 biện pháp khắc phục hậu quả rất là rõ em nhé. Thì thầy phần kết bài xong nội dung câu hỏi số 2 thì trên đây là các nội dung quy định về các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực xử phạt hành chính đất đai được quy định tại nghị định số 91/19 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính đất đai đấy. Đây là những quy định rất là quan trọng làm cơ sở, đúng không ạ, cho các cơ quan thẩm quyền trong định và xác định các hành vi để đưa ra các quyết định xử phạt hành chính, đúng không, phù hợp, đúng không? Và cũng như các hình phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục yêu cầu các tổ chức cá nhân phải thực hiện, đúng không ạ, phù hợp với từng hành vi vi phạm theo đúng quy định của luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành trong việc xử phạt vi phạm hành chính đúng với đối tượng, đúng hành vi của tổ chức cá nhân khi vi phạm trong lĩnh vực đất đai em nhá. Như vậy là xong trong nội dung trong câu hỏi số 2. Tiếp vào câu hỏi số 3. Đó là câu hỏi anh chị hãy trình bày các quy định về sử dụng đất trồng lúa và mục đích khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm A và D khoản 1 điều 57 của luật đất đai theo nghị định số 91/2019 về xử phạt hành chính và nghị định số 04/2022. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong các cái phần quy định như thế này, các cái nội dung về cái phần trường hợp cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính thấy liên quan đến phần sử dụng đất trồng lúa. Cái này cũng là khá phổ biến trong các vi phạm trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta thấy rằng trên cơ sở các quy định của văn bản của luật đất đai được ban hành thì chúng ta thấy các quy định về mức xử phạt được áp dụng đối với các hành vi, đúng không ạ, trong việc sử dụng đất, trong đó có sử dụng đất trồng lúa đấy, đúng không, và mục đích khác không được cơ quan có thẩm quyền. Cái này là khá phổ biến, là rất nhiều phương và nhiều sai phạm, đúng không ạ. Thì chúng ta cần dẫn dắt như sau, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là trong luật đất đai thì quy định rất rõ về các cái hành vi vi phạm khi mà các cái tổ chức cá nhân hay người sử dụng đất ấy, ta thấy sử dụng sai vào mục đích, đúng không, trong đó có việc sử dụng các cái đất trồng lúa và các mục đích khác mà không được cơ quan thẩm quyền cho phép để thực hiện, để xử lý các vi phạm hành chính này thì Chính phủ đã ban hành nghị định số 91/19 trong đó đưa ra các hình thức và các mức xử phạt hành chính đối với trường hợp mà các tổ chức cá nhân khi vi phạm về quy định sử dụng đất trồng lúa và mục đích khác khi được không quan tâm quyền cho phép quy định tại các điểm A và điểm D khoản 1 điều 57 của luật đất đai cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy thứ nhất ở đây về việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng trừ trường hợp quy định tại khoản 7 điều 14 của nghị định số 43/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tại khoản 11 điều 2 của nghị định số 01/2017 thì hình thức và mức xử phạt như sau. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây về phần việc chuyển đổi đất trồng lúa, mục đích ta thấy gạch đi trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng lại chỉ trừ trường hợp trong quy định ta nhớ ngắn gọn trong nghị định số 43/2014 và nghị định số 01/2017 thôi. Đó, thì hình thức và mức xử phạt, hình thức ở đây là phạt tiền và cái mức ở đây là tiền bao nhiêu đấy, phạt tiền và mức, đúng không, cái mức và mức xử phạt đấy thì là hình thức và mức. Thì cái hình thức đây là phạt tiền, ở mức đây là từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép, đúng không, là dưới 0,5 hecta, nghĩa chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng đấy, đúng không. Thì cái ngưỡng thấy là với cái mức là 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng với nếu diện tích chuyển đổi mục đích trái phép là dưới 0,5 hecta. Tiếp theo tình tiến thấy là mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép là từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Đấy là thấy tình tiến gạt theo sơ đồ thì các em rất dễ. Phạt tiền đây, hình thức là phạt tiền rồi, mức từ 5 triệu đến 10 triệu, đúng không? Là nếu diện tích đất mục đích đấy, chủ đề cái từ khóa đây là chuyển đổi mục đích trái phép rồi là từ cái số lượng cái mức đây từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Tiếp theo tình tiến là 10 tiền được 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng là nên tích chuyển đổi mà theo thấy chuyển mục đích trái phép đấy từ 1 hecta đến dưới 3 hecta, chúng ta cứ tịnh tiến như vậy
rồi phạt tiền, tiếp theo thấy cái mức từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích mà chuyển mục đích đất trái phép ấy, ta thấy rồi từ 3 hecta trở lên đấy, thì chúng ta thấy 4 mức từ 2 triệu đến 5 triệu là gắn với dưới 0,5 hecta, từ 5 triệu đến 10 triệu gắn với từ 5 hecta đến dưới 1 hecta, từ 10 triệu đến 20 triệu mức từ 1 hecta đến dưới 1 hecta, và từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng gắn với 0,3 hecta trở lên. Đấy chúng ta thấy mức độ. Còn từ khóa thấy là diện tích, nếu cái diện tích chuyển đất trái phép là thấy từ khóa xuyên suốt rồi đấy, thì học nó nhanh hơn rất là nhiều các em nhá. Ý thứ hai chúng ta thấy về quy định mức xử phạt ở đây là chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, thì hình thức xử phạt tôi thấy rất là rõ đúng không? Cái mức phạt tiền đấy là từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 1 hecta đến dưới 0,5 hecta. Đấy thì chúng ta thấy là từ 5 đến 10 triệu đồng là chúng ta nhớ là từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta. Tiếp theo mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến dưới đến 20 triệu đồng là nhớ diện tích, về nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép là từ khóa xuyên rồi đúng không? Từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Từ phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển đổi mục đích trái phép là từ 1 hecta đến dưới 1 hecta. Thứ năm là mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển đổi mục đích trái phép từ 3 hecta trở lên. Đấy thì chúng ta nhớ cái ngưỡng ở đây từ 3 đến 5 triệu đồng là nhớ dưới 1 hecta. 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng là từ 0,1 hecta đến 0,5 hecta. Từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng là ta thấy là từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Còn 20 triệu đồng đến ta thấy là 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng là ta thấy là từ 3 hecta trở lên, ta thấy rất là rõ các mức dưới 1,1 hecta rồi dưới 0,1 hecta đến dưới 0,5 rồi dựa từ 0,5 hecta đến 1 hecta rồi từ 1 hecta đến dưới 3 hecta và cuối cùng là 3 hecta với mức phạt tiền là thấy đúng không? Rất là rõ các em nhá. Đấy 5 mức phạt tiền rất rõ đúng không ạ? Thứ ba là về sở hành chính đối với việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại các khu vực nông thôn thì hình thức và sự xử phạt quy định các mức phạt tiền rất là rõ. Đầu tiên phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng là nếu diện tích chuyển mục đích trái phép dưới 0,01 hecta. Đấy cái từ khóa như thế nó nếu diện tích chuyển mục đích trái phép là thấy thì gắn với tiền và cái số diện tích ở đây thì lấy 30 từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng là 0,01 hecta. Tiếp mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 0,01 hecta đến 0,02 hecta. Tiếp theo mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 hecta đến dưới 0,05 hecta. Và mức phạt tiền thứ tư là từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích chuyển đổi đất mục đích trái phép từ 0,05 hecta đến dưới 0,1 hecta. Mức phạt tiền thứ năm là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng là với diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 hecta đến dưới 5 hecta. Phạt tiền thứ sáu là chúng ta thấy từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển đổi mục đích trái phép là từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Thứ bảy là mức phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 1 hecta đến dưới 3 hecta. Và mức phạt tiền thứ tám là mức phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 250 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích đất trái phép từ 3 hecta trở lên. Chúng ta thấy 8 cái mức phạt tiền rất là rõ gắn với diện tích, chúng ta thấy đúng không ạ? Mốc từ 3 đến 5 đến tỉnh tiến đúng không, là gắn với 0,01, 5 đến 10 gắn với từ 0,01 hecta đến 0,02 hecta. Đấy 10 đến 15 triệu đồng là gắn mốc là 0,02 hecta đến dưới 0,5, rồi 15 đến 30 triệu đồng là 0,05 hecta đến dưới 0,1 hecta, rồi mức ta thấy từ 30 triệu đồng đến 5 triệu đồng là từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta, rồi mức thấy từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng là mức thấy từ 0,5 hecta đến dưới hecta, rồi 80 triệu đồng 100 triệu đồng từ 1 hecta đến dưới 3 hecta, và mức cao nhất là 100 triệu đồng đến 250 triệu đồng là từ 3 hecta trở lên. Đấy thì chúng ta thấy rất là rõ. Thứ tư là quy định về chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Đấy ta thấy gấp đôi lên con số trên, thì thấy là với phần chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại các khu đô thị thì hình thức và xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Để biện pháp khắc phục hậu quả trong cái vi phạm này thì chúng ta thấy đó là các biện pháp, ta thấy có 3 biện pháp. Một là buộc khôi phục lại là tình trạng ban đầu đúng không ạ? Khi vi phạm đối với các trường hợp được quy định tại khoản 1, 2 và 4 của điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm B của khoản này.
chúng ta thấy là liên quan đến buộc khắc phục tình trạng ban đầu đối với đất trước khi mà vi phạm đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều này. Thì trường hợp quy định tại điểm B, điểm B chúng ta sẽ ở dưới đúng không ạ, là buộc liên quan đến cái khắc phục của bộ đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền đất theo định của điều 22 của định số 43 năm 14 các em nhé. Cái buộc cái biện pháp khắc phục tiếp theo đó hình thức là buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của điều 22 của định số 43 năm 14. Biện pháp khắc phục quả thứ ba là buộc nộp lại số lại bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm trong trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 điều này. Số lại bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 7 của nghị này. Nhớ biện pháp khắc phục hậu quả thứ ba ở đây là buộc nộp lại số nợ bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trong quá trình trong trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 của điều này và số nợ hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 7 của nghị này. Chúng ta thấy năm ý rất là rõ, nó ta nắm về các quy định xử phạt hành chính đúng không? Từng mức trong việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, rồi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đúng không? Rồi chúng ta thấy các phần quy định chuyển đổi đất sang phi nông nghiệp tại các cái khu vực nông thôn đúng không? Chúng ta thấy rồi các mức xử phạt hành chính đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp ở tại các khu vực thành thị thì hình thức và xử phạt bằng hai lần ở mức quy định tài khoản 3 các em nha. Và chúng ta nắm được 3 biện pháp khắc phục hậu quả. Đấy, chúng ta nhớ các ý liên quan cái phần quy định về xử phạt hành chính với việc sử dụng đất trồng lúa và mục đích khác đúng không? Chúng ta nhớ là như vậy. Chúng ta thấy phần cái bài đây, trên đây là cái nội dung quy định về các cái xử phạt quy định về mức xử phạt hành chính trong cái đai đối với việc sử dụng đất trồng lúa và mục đích khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đúng không? Theo quy định tại các điểm A và D khoản 1 điều 57 của luật đất đai. Đây là quy định rất quan trọng làm cơ sở cho cơ quan thanh tra kiểm tra trong đất đai đúng không ạ? Tài nguyên môi trường trong việc thực hiện kiểm tra các lĩnh vực của đối với các tổ chức cá nhân trong việc vi phạm trong việc sử dụng sai mục đích trái phép trong việc sử dụng đất trồng lúa và mục đích khác không được cơ quan thẩm quyền cho phép đúng không? Thì căn cứ từ mức độ vi phạm thì các cơ quan thẩm quyền sẽ đưa ra các mức phạt tiền phù hợp và yêu cầu khắc phục đưa ra các biện pháp khắc phục theo đúng quy định các loại hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân được quy định chi tiết trong nghị định này các em nhé. Rồi đây là xong trong câu hỏi số 3. Ta đi vào nội dung câu hỏi số 4, có nội dung anh chị sẽ trình bày các định về sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp và mục đích khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quy định tại các điểm D, điểm E, điểm G khoản 1 điều 57 của đất đai theo nghị định số 91 năm 2019 về xử phạt hành chính đất đai và nghị định số 04 năm 2022 của Chính phủ. Thì chúng ta thấy có nội dung cách trả lời thì cũng khá giống như câu trên thôi. Thì chúng ta thấy ở đây trong quá trình thực hiện các quy định của luật đất đai năm 2013 thì chúng ta thấy phát sinh những vấn đề vi phạm trong việc sử dụng trái phép sai mục đích các nội dung của đất nông nghiệp đúng không ạ? Thì Chính phủ đã để xử phạt các nội dung các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân trong việc sử dụng đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, không phải đất trồng sử dụng trong các phần quyền và mục đích khác được liên quan các nhóm đất phi nông nghiệp đấy đúng không? Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ấy, trong các cái điểm D, G khoản 1 điều 57 đúng không? Thì Chính phủ đã ban hành nghị định số 91 năm 2019 đưa ra các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực về đất đai đúng không? Làm cơ sở thực hiện các cơ quan để đảm bảo cái tính nghiêm minh của pháp luật ấy, trong việc xử lý các sai phạm của các tổ chức cá nhân vi phạm trong nội dung này như sau. Nội dung này sẽ nhắc là cái việc về sử dụng đất phi nông nghiệp ấy, và mục đích khác không được cơ quan thẩm quyền cho phép ấy, quy định tại điểm D, điểm E, G khoản 1, 57 đất đai cụ thể cái với các hành vi và mức xử phạt vi phạm như sau. Thứ nhất là cái hành vi tôi thấy gắn với trực chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất sử dụng một lần sang đất ở tại khu vực nông thôn. Thì chúng ta nhớ về mình hình thức là xuyên suốt là phạt tiền rồi, quan trọng các mức xử phạt của nó đúng không, gắn với diện tích. Các em học định hình như vậy thì phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng là nếu diện tích đất vi phạm, là ta nhớ về phần vi phạm đây là 0,05 hecta đúng không ạ. Rồi thứ hai gắn liền tình tiết là từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng là nếu diện tích đất vi phạm là 0,05 hecta đến dưới 0,1 hecta. Phạt tiền thứ ba là từ 10 triệu đồng đến dưới đến mức 20 triệu đồng mới nếu diện tích mà thấy đất vi phạm từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta. Phạt tiền thứ tư là từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 1 hecta. Và mức phạt tiền thứ năm chúng ta thấy là mức phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích vi phạm
từ 1 hecta đến 3, đến dưới 3 hecta, và mức là thấy bao giờ cái vi phạm mức hecta là từ 3 hecta trở lên ấy, thì thấy mức phạt tiền đúng không? Thứ 6 ở đây chính là mức phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 180 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 3 hecta trở lên. Chúng ta thấy từ khóa đây là diện tích đất vi phạm rồi đúng không? Mức phạt tiền thấy rồi là từ 3 triệu đến 5 triệu là gắn diện tích là 0,05 hecta. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu là ta thấy là dưới 0,1 hecta, từ 10 triệu đến 20 triệu đồng là 0,5 hecta, từ 20 triệu đồng đến 4 triệu đồng là dưới 1 hecta, từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng là dưới 3 hecta, và từ 1 hecta đến dưới 3 hecta, và mức phạt tiền cao nhất đúng không? Là từ 80 triệu đồng đến 160 triệu đồng là với diện tích là từ 3 hecta trở lên. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ trong phần quy định mức xử phạt về chuyển đổi phi nông nghiệp không phải đất ở, để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền một phần lấn sang đất ở tại khu vực nông thôn, thì đây hình thức xử phạt ta thấy rất là rõ, có 6 mức phạt tiền rất là cụ thể gắn với diện tích em nhá. Thứ hai, phần quy định về xử phạt chính đối với việc chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả hàng năm đấy sang đất ở. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp của nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất tại khu vực nông thôn, thì cần nhớ về hình thức thì xuyên suốt là phạt tiền rồi, và gắn mức các mức xử phạt thôi trong cái phần được mà ta chuyển xử phạt chính liên quan chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền hàng năm sang đất ở. Rồi chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền đất hoặc thuê đất tại khu vực nông thôn, thì chúng ta thấy là hình thức mà ông xử phạt phạt tiền là thấy mốc là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm là dưới 0,1 hecta. Tiếp theo phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm là từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta. Phạt tiền thứ ba là từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Chúng ta thấy nếu diện tích đất vi phạm là từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Phạt tiền thứ tư phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 180 triệu đồng nếu diện tích vi phạm đất vi phạm là từ 1 hecta đến dưới 3 hecta. Và mức phạt tiền thứ năm cao nhất là từ 160 triệu đồng đến 300 triệu đồng là nếu diện tích đất vi phạm từ 3 hecta trở lên. Thì chúng ta thấy năm mức vi phạm trong một chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở, từ giao đất không chuyển đất đúng không? Hoặc cho thuê đất trả tiền hàng năm sang đất ở. Việc chuyển đổi đất phi nông nghiệp không được là không phải đất ở được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền đất hoặc là thuê đất tại khu nông thôn, thì hình thức xử phạt là phạt tiền rồi, và mức vi phạm xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng là diện tích là 0,1 hecta, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng là từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta, từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng là từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta, 80 triệu đồng đến 160 đồng là từ 1 hecta đến dưới 3 hecta, và mức phạt cao nhất là 180 triệu đồng đến 160 triệu đồng đến mức 300 triệu đồng là với diện tích đất vi phạm là 3 hecta trở lên em nhá. Thứ ba là về phần quy định xử phạt hành chính với việc mà vi phạm trong lĩnh vực việc chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh đúng không ạ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ, rồi chuyển đất thương mại dịch vụ đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, thì ta nhớ hình thức và mức xử phạt quy định rất là rõ. Ta thấy với 5 mức đúng không ạ, phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm là dưới 0,1 hecta, còn phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích vi phạm là từ 1 hecta từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta. Cũng phạt tiền thứ ba phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm là từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Mức phạt tiền thứ tư là từ 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hecta đến dưới 3 hecta, và mức phạt cao nhất là 120 triệu đồng đến 250 triệu đồng gắn với diện tích đất vi phạm là từ 3 hecta trở lên. Đấy, thì chúng ta thấy với trường hợp về xử phạt hành chính mức phạt tiền ở đây với chuyển đổi đất xây dựng công trình sự nghiệp đất sử dụng vào mục đích công cộng đất kinh doanh đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ, rồi chuyển đất thương mại dịch vụ đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu nông thôn, thì thấy hình thức phạt tiền và mức xử phạt năm mức rất rõ, từ 7 đến 15 là thấy diện tích là dưới 0,1 hecta, từ 15 đến 30 là diện tích là từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta, từ 30 đến 60 triệu là từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta, từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng là mức từ 1 hecta đến 3 hecta, và
từ mức phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 250 triệu đồng là mức thuế diện tích đây là từ 3 hecta trở lên em nhá, thấy rất là rõ. Thứ tư là với trường hợp mà sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp và mục đích khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại khu vực đô thị thì mức xử phạt ta nhớ đây bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng loại đất tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này, và mức xử phạt tối đa là không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 1 tỷ đồng là đối với tổ chức. Những phần quy định tư trong việc sử dụng trường hợp sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp và mục đích khác không cơ quan có thẩm quyền cho phép tại khu vực đô thị thì mức xử phạt ta nhớ bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng loại đất tương ứng quy định tại khoản 1, 2, khoản 3 điều này, là nhớ mức phạt tối đa là không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức em nhá. Để thấy về nắm bắt được cái hình thức xử phạt. Bên cạnh đó ta có các biện pháp khắc phục ở đây với hành vi chuyển đổi việc liên quan về sử dụng đất trong các nhóm đất phi nông nghiệp mục đích khác không có thẩm quyền cho phép ấy, thì chúng ta thấy rất rõ ở đây thì các biện pháp khắc phục được đưa ra thì chúng ta nhớ là có 3 biện pháp khắc phục với trường hợp này. Thứ nhất là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại khoản 1, 2, khoản 3, khoản 4 điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm B. Điểm B ta thấy là chính là gắn với việc buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 22 của quy định số 43 và 44. Biện pháp thứ ba là biện pháp nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này. Số lợi bất hợp pháp thì được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 7 của hình này. Hiện nay là rất rõ 3 biện pháp khắc phục hậu quả. Một là buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 điều này. Trừ trường hợp quy định điểm B chính là trường hợp buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền đất theo quy định tại điều 2 của nghị định số 43/14. Biện pháp thứ ba trong khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 7 của nghị định này em nhá. Phần quy định rất rõ cho nắm được từng hành vi vi phạm và mức xử phạt cũng như các biện pháp khắc phục. Thì là thấy phần kết bài cho câu hỏi số 4. Trên đây là các nội dung quy định về việc sử dụng đất trong các nhóm đất phi nông nghiệp và mục đích khác không được cơ quan nhà nước thẩm quyền cho phép quy định tại các điểm D, E, G ở khoản 1 điều 57 của đất đai được quy định chi tiết trong nghị định số 91/19 của Chính phủ. Đây là quy định pháp lý rất quan trọng làm cơ sở các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai xem xét đúng không? Đi thanh tra kiểm tra và đưa ra các biện pháp bằng các hình thức xử phạt hành chính với tương ứng với hành vi vi phạm được cụ thể với hành vi được quy định trong nghị định này làm cơ sở mục đích răn đe đối với các tổ chức cá nhân có vi phạm hành chính trong đất đai em nhá, thấy rất là rõ và làm sao sử dụng đúng mục đích đúng không? Đất đai. Vậy thì xong trong câu hỏi số 4. Ta đi vào câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Anh chị hãy trình bày các quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng nghĩa là đất trên nước trồng lúa đấy không quy đúng quy định rồi sử dụng đất và mục đích khác trong trường hợp đăng ký hoặc là không đăng ký theo quy định của nghị số 91/2019 sở hành chính trong đất đai và nghị số 04/2022 của Chính phủ, và ý nữa là thấy phần liên hệ thực tế nội dung này tại địa phương chúng ta là trong ngoài số 6 thì thấy ở đây có cần lý thuyết và phần liên hệ em nhá, thì liên quan về quy định về việc chuyển đổi đúng không ạ, đất cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định sử dụng đất mục đích khác trong trường hợp đăng ký mà lại không đăng ký theo quy định thì chúng ta thấy trong thực tế sau đó ta liên hệ tại địa phương của chúng ta các công tác này như thế nào. Như ta nắm lý thuyết về cái phần quy định về mức phạt tiền nghĩa là cái hình thức phạt xử phạt và liên quan đến các cái khung các mức cụ thể với từng hành vi em nhá, thì trên cơ sở thực hiện các quy định của luật đất đai năm 2013 thì trong đó các quy định về các cái hành vi đối với các cái chủ thể với người sử dụng đất ấy, trong việc sử dụng đất khi mà vi phạm đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định sử dụng đất mục đích khác thuộc các trường hợp phải đăng ký và không đăng ký quy định để làm cơ sở xử phạt vi phạm chính đối với các tổ chức cá nhân vi phạm, thì Chính phủ đã ban hành nghị định số 91/2019 trong đó đưa ra các cái hình thức xử phạt hình thức và mức xử phạt cụ thể đối từng hành vi tương ứng của các tổ chức cá nhân như sau. Thứ nhất là liên quan về cái hành vi mà chuyển đổi đất cây trồng trên trồng lúa có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 của điều 4 nghị định số 35/2015 và được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 điều 1 của nghị định số 62/2019 nhưng không đăng ký với ủy ban nhân cấp xã, thì ta nhớ hình thức của mức xử phạt như sau. Ta nhớ cái hành vi đầu tiên trong phạt hành chính đất đai để chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất trồng lúa đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 quy định số 35 đúng không? Nhưng mà không đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã thì chúng ta nhớ là mức hình thức và xử phạt. Hình thức là phạt tiền thôi, mức xử phạt thấy từ mốc từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng dưới 0,5 hectare. Thứ hai là mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Thứ ba là mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ 1 hectare trở lên. Có 3 cái hình thức và mức xử phạt rất rõ đúng không? Với diện tích từ nghĩa là dưới 0,5 rồi từ 0,5 đến 1 hectare và là từ 1 hectare trở lên thì nó thấy với mức 1 triệu đồng 2 triệu đồng gắn với xử phạt với mức là diện tích từ dưới 0,5 hectare thì còn từ mức 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng là từ 0,5 đến 1 hectare đến dưới 1 hectare, còn phạt tiền từ mức từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng là diện tích đất chuyển đổi cơ cấu trồng từ 1 hectare trở lên em nhé. Thứ hai, trong phần là các hành vi vi phạm về các chủ thể rõ vi phạm chuyển đổi cơ cấu đất cây trồng, đất trồng lúa vi phạm các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 4 quy định số 35 năm 2015 và sửa đổi bổ sung trong nghị định số khoản 1 điều 1 của nghị định số 62/19 thì chúng ta thấy có hình thức và mức vi phạm rất là cụ thể. Thì chúng ta thấy là mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng không ạ, là dưới 0,5 hecta đúng không ạ. Thứ hai là mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Mức phạt tiền thứ ba là mức cao nhất trong nội dung này là mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 đến mức phạt tiền từ 8 triệu đồng đến dưới đến mức ở đây là 15 triệu đồng đúng không? Nếu diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng là từ 1 hecta trở lên thì chúng ta thấy có 3 mức rất là rõ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng về đất chuyển đổi lúa vi phạm điều kiện quy định của khoản 1 điều 4 của nghị định số 3 năm 2015 đấy. Thì chúng ta thấy là mức từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng là mức dưới 0,5 hecta, còn từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng là từ mức từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Mức phạt tiền cao nhất được 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng trong lĩnh vực này thì là chúng thấy với diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ 1 hecta trở lên kém nhau. Thứ ba đó là hành vi vi phạm của các chủ thể của tổ chức cá nhân trong việc chuyển đổi liên quan chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc các trường hợp phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mà không đăng ký theo quy định thì chúng thấy sẽ có các mức và hình thức xử phạt, mức xử phạt rất là rõ. Hình thức là phạt tiền và ta thấy là các mức từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển đổi mục chuyển đổi đất chuyển mục đích đất ấy, ta thấy là dưới 0,5 hecta. Tiếp theo là mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển đổi mục đích là từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Thứ ba là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích từ 1 hecta đến dưới 1 hecta. Và mức cao nhất là mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển đổi mục đích là từ 3 hecta trở lên. Đấy, chúng ta thấy 4 mức rất là rõ trong việc quy định hành vi chuyển đổi đúng không ạ, về mục đích sử dụng đất các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc các trường hợp phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mà không đăng ký theo quy định. Vì thấy hình thức là phạt tiền và mức xử phạt ta thấy từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng là gắn diện tích dưới 0,5 hecta, từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng là diện tích từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta, và mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng là từ 1 hecta đến dưới 3 hecta, còn từ 20 triệu đồng đến 5 triệu đồng là mức thấy diện tích là từ 3 hecta trở lên. Thứ tư đó là phần chuyển đổi mục đích sử dụng đất giữa các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp theo quy định thuộc các trường hợp mà phải đăng ký mục đích sử dụng đất theo quy định mà không đăng ký thì chúng ta thấy về hình thức và mức xử phạt thì được quy định là mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích chuyển mục đích dưới 0,5 hecta. Thứ hai là mức từ 10 triệu đồng đến dưới 20 đến mức từ 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển đổi ta thấy từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Thứ ba là mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích chuyển mục đích từ 1 hecta đến dưới 1 hecta. Và thứ tư là mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng là nếu diện tích đất chuyển mục đích từ 3 hecta trở lên. Ta thấy rất là rõ cái mức quy định phạt tiền đối với việc hành vi chuyển mục đích sử dụng đất giữa các đất trong nhóm đất phi nông nghiệp thuộc các trường hợp mà phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định mà không đăng ký thì thấy hình thức phạt tiền và các mức xử phạt rất rõ. Từ 5 đến 10 là diện tích ta thấy dưới 0,5, từ 10 đến 20 thì ta thấy diện tích từ 0,5 đến dưới 1 hecta đúng không? Từ 20 triệu đồng đến 5 triệu đồng là từ diện tích về từ 1 hecta đến dưới 3 hecta.
mức phạt cao nhất là 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng là với việc vi phạm diện tích chủ đích là từ 3 hecta trở lên. Bên cạnh các biện pháp xử phạt hành chính đã thấy rất là rõ rồi, chúng ta phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thông qua 5 cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm B, điểm C, điểm D của khoản này. Chúng ta nhớ rằng biện pháp khắc phục đầu tiên là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm B, điểm C, điểm D khoản này. Thứ hai là buộc đăng ký. Đây chính là không đấy, điểm B đây chính là buộc đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với ban nhân dân cấp xã có trường hợp quy định tại khoản này, rồi buộc phải làm thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 khu này. Thì ta thấy cái điểm mà chúng ta thấy ở đây đúng không, điểm B, điểm C mà rồi điểm D nữa là buộc làm các cái thủ tục đăng ký đất đai theo quy định với thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này. Thì đây là 3 trường hợp mà chúng ta thấy là trừ ra khi mà biện pháp đầu tiên là buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hoặc chưa quy định tại điểm B, điểm C, điểm D còn này thế nhá. B thì chính là cái việc biện pháp khắc phục buộc đăng ký và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của ban dân cấp xã có trường hợp quy định tại khoản 1 này, rồi buộc làm các cái thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận thuộc các trường hợp quy định tại điểm các cái khoản 3, 4 điều này, và buộc làm thủ tục đăng ký đất đai theo đúng quy định về thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 khoản 4 này. Đấy là đúng không ạ? Thấy rất là rõ cái biện pháp rất là cụ thể. Và biện pháp thứ năm là buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định tại các khoản 3 và 4 điều này. Số nợ bất hợp pháp thì được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 7 của này. Tôi nhớ là cái biện pháp thứ năm ở đây là buộc nộp lại số nợ bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này, và số nợ bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 7 của quy định này. Thì ta nhớ nắm biện pháp khắc phục như vậy và các mức xử phạt rất là rõ ở đây nhá. Thì ta thấy là cái bài đây, trên đây là các nội dung quy định về các mức xử phạt hành chính đối với việc hành vi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định, sử dụng đất vào mục đích khác thuộc các trường hợp phải đăng ký và không phải đăng ký theo quy định trong quy định trong nghị định số 91/19 của Chính phủ. Đây là những quy định rất quan trọng làm cơ sở căn cứ để các cơ quan thẩm quyền trong việc thanh tra kiểm tra các hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, và trên cơ sở xác định các hành vi vi phạm thì đưa ra mức phạt tiền phù hợp cũng như có những biện pháp khắc phục được quy định chi tiết trong nghị định này, đúng không ạ? Đảm bảo từ việc chuyển đổi đất cơ cấu cây trồng theo đúng mục đích sử dụng, các em nhá. Xong trong nội dung trong câu hỏi số 5 này thì chúng ta thấy có phần liên hệ thực tế gắn địa phương lập thạch của chúng ta trong thời gian vừa qua trong thực hiện các cái quy định này. Thì chúng ta thấy là đánh giá chung thì huyện lập thạch là một trong những cái địa phương tuân thủ chấp hành rất tốt các cái quy định trong hướng dẫn của luật đất đai cũng như nghị định số 91/19 và nghị định số 04/22 trong thời gian qua trong cái việc mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thì là đã tuân thủ các quy định rất là rõ, đúng không? Và với các cơ quan quản lý về đất đai cũng trong cái việc chủ động về tuyên truyền đối người dân đã thấy việc chuyển đổi các cái diện tích đúng không, về đất trồng lúa theo đúng quy định, thì chúng ta thấy là các mục đích về chuyển đổi cơ cấu trồng phù hợp, đúng không? Chung thì thấy đều thực hiện tốt, nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số trường hợp vi phạm ở xã Vân Trục, đúng không, liên quan chuyển đổi các cái đất trồng lúa là không đúng quy định, thì các cơ quan thanh tra cũng đã tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm trong cái việc chuyển đổi các loại đất trong cái nhóm đất nông nghiệp ấy, hay là các trường hợp chuyển đổi các cây trồng trên đất trồng lúa vi phạm các điều khoản quy định tại khoản 1 điều 4 của nghị định số 35/2015, thì cũng đã tiến hành các đoàn thanh tra kiểm tra xử phạt trên cơ sở các đoàn kiểm tra thấy các quy định trong hướng dẫn ấy, thấy rất là rõ trong cái việc có cái trường hợp vi phạm liên quan đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đấy, thì có thể một người dân một số là chưa hiểu, đặc biệt do trong quy định số nghị định số 35/2015 của Chính phủ là quy định là người dân chỉ được chuyển đổi sang trồng cây lâu năm hoặc là trồng lúa mà kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Đấy, thấy rất là rõ. Thì chúng ta thấy là các phần quy định như vậy, nhưng mà sau đó thì trong nghị định số 94/2019 thì cũng đã mở rộng cho quyền được chuyển sang trồng cây lâu năm trên đất trồng lúa, và đất trồng lúa sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định thì cũng
sẽ được thống kê là đất trồng lúa. Thì trong các quy định này thì cũng được tuyên truyền phổ biến tới người dân, họ nắm bắt được các quy định mới để không vi phạm, là thấy rất rõ đúng không? Thì Nam Phạch cũng là các người sử dụng đất đúng không? Đó là sẽ thấy là cũng đã chấp hành tốt các quy định này, tuân thủ các quy định về hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mới hướng dẫn của chính quyền địa phương để chúng sẽ khi xảy ra các trường hợp vi phạm đánh giá đúng không? Thì chúng ta một số vi phạm đã được xử lý tại xã Vân Trục thôi, đấy cũng đã xử lý kịp thời trong thời gian vừa qua các em nhá. Xong trong câu hỏi số 5, để làm hiệu quả hơn phần liên hệ này, chúng ta cần đến phần giới thiệu về kinh tế xã hội của địa phương của huyện Lập Thạch, đấy, về vị trí địa lý đúng không, về đất đai diện tích và chúng ta thấy về quy mô hoạt động cây trồng, về diện tích chuyển đổi trong năm vừa qua, thì các em cố gắng tìm những cái thông tin đã được bổ sung cái đấy để phong phú nhất. Tất cả chung thì khi mà giới thiệu phần liên hệ này, chúng ta cần có những cái phần giới thiệu về tình hình kinh tế xã hội của địa phương, đấy, chúng ta cần có những cái thông tin như thế chung về diện tích đất đai trên địa bàn, rồi chúng ta thấy là diện tích đất nông nghiệp và thấy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, và sau đó thì gắn với liên quan về xử phạt hành chính đấy, các số vụ việc được kiểm tra thanh tra đúng không, các vi phạm điển hình, còn đánh giá chung cho thấy là thực hiện tốt trong các quy định này các em nhá. Đấy thì chúng ta trong một cái form mà dạng giới thiệu về về huyện chúng ta, về vị trí địa lý, về kinh tế xã hội đúng không, rồi liên quan về diện tích đất các em nhá, rồi gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích chúng ta gắn vào như vậy, chúng ta cần chủ động trong tìm kiếm thông tin phần đó để bổ sung để cho bài viết nó đảm bảo rất là rõ em nhá. Tiếp theo đi câu hỏi số 6, anh chị sẽ trình bày các quy định về lấn chiếm đất theo quy định nghị định số 91 năm 2019 của chính phủ trong việc xử phạt hành chính đất đai, và nghị định số 422 và liên hệ thực tế nội dung này tại địa phương anh chị. Thì chúng ta thấy cái form rất là rõ về các quy định xử phạt hành chính với hành vi lấn chiếm đất đai đúng không ạ, thì chúng ta thấy được quy định rõ trong nghị định số 91 2019 này đúng không ạ, và trong nội dung của nghị định số 422 thì chúng ta thấy nội dung đã được chỉ ra trong cái việc thực hiện các hành vi. Thì chúng ta thấy ở đây trong thời gian vừa qua, sau khi ta bao giờ, vì đây là cái nội dung hướng dẫn trong luật đất đai 13, bây giờ chúng ta có cái lời dẫn gắn với luật đất đai, khi mà luật đất đai được ban hành, trong quá trình thực hiện triển khai các quy định đất đai thì chúng ta thấy xảy ra các tình trạng vi phạm vào trong những về việc lấn chiếm đất đai, sử dụng đất ở các khu vực nông thôn đúng không ạ, này lấn chiếm vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp và tình trạng xử phạt các vi phạm ra khó phổ biến để làm cơ sở trong các quy định quản lý nhà nước về trật tự quản lý đất đai. Thì chính phủ đã ban hành nghị định số 91/19 cho nó quy định rất rõ về các hành vi và mức hành xử phạt hành chính, các biện pháp khắc phục đối với các hành vi của tổ chức cá nhân vi phạm lấn chiếm đất đúng không, trong hoạt động trong việc sử dụng của mình. Thì cụ thể với các hành tương ứng với các từng hành vi vi phạm thì có mức xử phạt tương ứng. Cụ thể trường hợp thứ nhất là gắn trường hợp lấn chiếm đất mà chưa sử dụng tại các khu vực thành thị, ở khu vực ở nông thôn, thì chúng ta thấy với một hình thức và mức xử phạt rất là rõ, đấy, trường hợp lấn chiếm đất mà chưa sử dụng tại khu nông thôn thì thấy mức xử phạt thấy gồm 5 mức đúng không ạ, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng là đối với diện tích đất lấn chiếm đúng không? Dưới 0,05 hecta. Tiếp theo mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng là đối với diện tích lấn chiếm từ 0,05 hecta đến dưới 0,1 hecta. Còn mức phạt tiền thứ ba là từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng là đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta. Mức phạt tiền thứ năm là từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng là đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,5 hecta đến dưới 0,1 hecta. Và mức phạt tiền thứ năm là từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 1 hecta trở lên. Thì thấy là với các mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng là với diện tích lấn chiếm từ dưới 0,05 hecta, 3 đến 5 triệu là từ 0,05 hecta đến dưới 0,1 hecta, từ 5 đến 15 triệu thấy là từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta, từ 15 triệu đến 30 triệu là thấy là gắn với 0,5 hecta đến dưới hecta, và 30 triệu đến 70 triệu với diện tích lấn chiếm là từ 1 hecta trở lên. Đấy thì chúng ta nhớ cái khung như vậy thì chúng ta dễ nhớ dễ học rất là rõ, xác định chúng ta triển khai các em nhá. Tiếp theo với các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân liên quan lấn chiếm là thấy là liên quan trong cái trường hợp rất là cụ thể, trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, rồi đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất đúng không ạ, tại các khu vực nông thôn, thì thấy với các hình thức
và mức xử phạt rất là cụ thể. Ta thấy có năm mức xử phạt đấy, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng là đối với diện tích lấn chiếm là dưới 0,5 ha, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng là đối với diện tích lấn chiếm đất từ 0,5 ha đến dưới 0,1 ha, và thứ ba là mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Thứ tư là mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,5 ha đến dưới 0,1 ha, và mức phạt tiền thứ năm là từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với diện tích lấn chiếm từ 1 ha trở lên. Thì ta thấy với mức phạt tiền và mỗi mức từ 3 đến 5 triệu là gắn diện tích dưới 0,5 ha, 0,05 ha đúng không? Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng là gắn với diện tích là 0,05 ha đến dưới 0,1 ha. Mức thứ ba phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng là mức từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Mức phạt tiền tư là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng là thấy với diện tích là từ 0,5 ha đến dưới 0,5 ha, và tiền cao nhất là 100 triệu đồng từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng đúng không ạ? Là thấy về diện tích lấn chiếm ở đây là từ 1 ha trở lên. Thứ ba, với các hành vi vi phạm về lấn chiếm ở đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, ta thấy thì cái mức hình thức và mức xử phạt là hình thức là phạt tiền rồi đúng không? Ta thấy có 6 cái mức xử phạt rất là rõ, và mức phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng là đối với các diện tích lấn chiếm, ta nhớ mức là 0,02 ha, từ phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng diện tích lấn chiếm 0,02 ha đến dưới 0,05 ha. Phạt tiền thứ ba là phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng là đối với diện tích lấn chiếm từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha. Tư là mức phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng là đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Thứ năm là phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng là đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha. Và mức phạt tiền thứ sáu là mức phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 1 ha trở lên. Ta thấy là 6 mức xử phạt rất rõ, ta nhớ định khung này là từ 3 triệu đến 5 triệu là diện tích dưới 0,02 ha, 5 triệu đến 7 triệu là 0,1 ha đến dưới 0,05 ha, 7 đến 15 triệu là 0,05 ha đến dưới 1 ha, rồi từ 15 triệu đồng đến 10 triệu đồng là từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha, từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng là từ 0,5 ha đến dưới 1 ha, và từ 60 triệu đồng đến 150 triệu đồng là từ 1 ha trở lên. Đấy là thấy các hành vi rất rõ liên quan đến lấn chiếm đúng không ạ? Đất nông nghiệp và đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, phòng hộ đấy đúng không ạ? Tư là thấy mức cái trường hợp mà lấn chiếm đất phi nông nghiệp trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều này tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt ta thấy là có 5 mức. Thứ nhất là phạt tiền là thấy từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích lấn chiếm là từ chúng ta thấy dưới 0,05 ha. Có mức phạt tiền thứ hai là từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích lấn chiếm từ 0,05 ha đến 0,1 ha. Thứ ba, mức phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng là nếu diện tích lấn chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Mức phạt tiền thứ tư là mức phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng là nếu diện tích lấn chiếm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha. Mức phạt tiền thứ năm là phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng nếu diện tích lấn chiếm là từ 1 ha trở lên. Thì ta thấy 6 mức xử phạt gắn với hành vi mà chúng ta thấy lấn chiếm phi nông nghiệp trừ theo quy định tài khoản 6 này thôi ở tại khu vực nông thôn. Ta thấy mức từ 10 đến 50 triệu đồng là nên nhớ về phần diện tích lấn chiếm là dưới 0,05 ha, 20 đến 40 triệu đồng là từ 0,05 ha đến dưới 1 ha, từ 40 đến 100 triệu đồng thì là từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha, và phạt tiền thì thấy 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng là thấy với diện tích lấn chiếm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha, và mức phạt tiền thứ năm cao nhất ấy, từ 200 triệu đồng đến 5 triệu đồng diện tích lấn chiếm ta nhớ là có số từ 1 ha trở lên. Thứ năm, thấy với trường hợp lấn chiếm mà đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều này tại khu vực đô thị thì ta nhớ về mức xử phạt đô thị bao giờ bằng 2 lần mức xử phạt đối với đất tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 ở nông thôn đấy, và mức ta nhớ mức phạt tối đa ở đây là không quá 500 triệu đồng gắn với cá nhân và không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Đấy, với tức là một trường hợp lấn chiếm đất mà chưa sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trường hợp quy định tại khoản trừ trường hợp quy định tại khoản 6 thôi. Điều này đấy thì tại khu vực đô thị chúng ta nhớ mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt với loại đất tương ứng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 điều này là mức nông thôn đấy, và đúng không? Và mức phạt tối đa ta nhớ là không quá 500 triệu đồng đối cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối tổ chức. Thứ sáu, đó là với trường hợp mà lấn chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất công trình của hành lang bảo vệ
trụ sở làm việc và các cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Thì thấy là về hình thức và mức xử phạt để thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt về hành chính trong lĩnh vực về hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến, kinh doanh khoáng sản, là vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, rồi kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, trong lĩnh vực về khai thác bảo vệ các công trình thủy lợi, rồi đê điều phòng chống lũ lụt, trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước và các hình thức các lĩnh vực chuyên ngành khác. Ở đây là gắn với trường hợp lấn chiếm đất đai thuộc hành lang bảo vệ công trình, an toàn công trình, đất công trình của hành lang bảo vệ, đất trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nước. Chúng ta nhớ hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực về hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản vật liệu xây dựng, đúng không? Rồi quản lý công trình hạ tầng, rồi giao thông đường bộ, về khai thác bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, rất là rõ như vậy. Tiếp theo ta thấy là trên cơ sở các quy định về xử phạt như vậy, theo thấy có những cái biện pháp khắc phục hậu quả về cho hành vi này, thì chúng ta thấy là có 4 biện pháp khắc phục hậu quả. Nhất là về phải buộc khôi lại phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với hành vi vi phạm vào khoảng 1, 2, 3, 4 và khoảng 5 của điều này, và buộc trả lại đất đã lấn chiếm trừ trường hợp quy định tại điểm B và điểm C của này. Chúng ta thấy là điểm B, điểm C chính là về buộc đăng ký đất đai theo quy định tại trường hợp có đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 2 của quyết định số 43/14, và buộc thực hiện được thực hiện tiếp các thủ tục về giao đất cho thuê đất, đúng không? Thuê đất theo quy định với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong các thủ tục giao đất cho thuê đất. Thì chúng ta thấy là gắn với biện pháp khắc phục hậu quả đầu tiên là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với hành vi vi phạm của khoản 1, 2, 4, 5 của điều này, và hoặc là thấy là buộc trả lại đất đã lấn chiếm thì trừ trường hợp quy định tại điểm B, điểm C, đó chính là trường hợp buộc đăng ký đất đai theo quy định tại trường hợp đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 2 của nghị định số 43/14, và trường hợp ta thấy là buộc thực hiện tiếp các thủ tục giao đất cho rồi thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất thuê đất. Và biện pháp khắc phục hậu quả thứ tư là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 của điều này. Số lợi bất hợp pháp thì được xác định theo quy định tại khoản 2, điều 7 của điều này. Chúng ta nhớ là biện pháp khắc phục thứ tư ở đây là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của điều này. Số lợi bất hợp pháp thì được xác định theo quy định tại khoản 2, điều 7 của điều này. Cái ý thứ hai trong khoản số 6 là phần liên hệ thực tế nội dung liên quan về các hành vi lấn chiếm, đúng không? Trường hợp hành chính tại địa phương chúng ta thì một cái form bao giờ như thầy nói rồi, chúng ta cũng có giới thiệu về huyện chúng ta, đúng không ạ? Về liên quan đến thực trạng phát triển kinh tế xã hội địa phương, về đất đai, trong đó về tình trạng liên quan các cái sản phẩm lấn chiếm đất đai và cái xử phạt trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua ta thấy với huyện Lộc Thạch chúng ta thì cũng đã tính trên địa bàn cũng tồn tại hơn 2.000 trường hợp các cái vi phạm về đất đai, trong đó thì thấy có các vi phạm về lấn chiếm là khá phổ biến, đúng không? Là hành là các sai phạm về lấn chiếm đất đai rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng ra ngoài đất. Thì chúng ta thấy nguyên nhân trong cái việc hành vi này khá phổ biến đó là trên địa bàn đó là sự lưu trữ hồ sơ trang dữ liệu về quản lý đất đai địa phương bị bung lỏng, chưa chặt chẽ, công tác xử lý các sai phạm chưa thật sự quyết liệt, công tác tuyên truyền phổ biến luật đất đai và các nghị định hướng dẫn một số địa phương xã phường thị trấn chưa nhận thức tốt và ý thức chấp hành các quy định pháp luật đất đai của số thuộc cá nhân người dân hạn chế. Rồi cái việc thiết lập hồ sơ để công nhận quyền sử dụng đất hoặc là hồ sơ để xử lý triệt để các tồn tại các vi phạm đất đai buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu nó khá phức tạp, đòi hỏi tính pháp luật rồi tính kỹ thuật và tính xã hội, mà tôi thấy trong thực tế thì lực lượng các công chức rất là mỏng, đúng không ạ? Chưa có cơ chế thiết lập bảo đảm để người cơ quan thẩm quyền liên quan đảm bảo về nhân lực đấy, về điều kiện cơ sở vật chất thực hiện giải quyết kịp thời. Thì chúng ta thấy là có những trường hợp rất là phức tạp diễn ra nhiều năm, cái việc xâm phạm lấn chiếm các đất đai trên địa bàn tại huyện Lập Thạch. Thì chúng ta thấy là do nguyên nhân ta thấy là do việc đôn đốc trong việc chỉ đạo nó chưa sát sao, các sai phạm cũng được xảy ra rất là lâu năm đấy, mà chậm được phát hiện xử lý. Và trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn các cái xã trên địa bàn của huyện thì cũng đã tích cực xem xét
các nội dung hơn 100 trường hợp mà liên quan các vi phạm về cái việc lấn chiếm đất đai. Thì ủy ban nhân huyện cũng đang đôn đốc các ủy ban xã liên quan đến xử lý triệt để các nội dung này, các sai phạm này. Đồng thời thì ủy ban nhân huyện cũng đã yêu cầu các xã phường thị trấn, các xã thị trấn rà soát, thống kê phân loại, lập danh sách từng trường hợp mà còn tồn tại vi phạm, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các trường hợp này. Thì trên cơ sở chúng ta thấy là quyết tâm trên cơ sở sự quan tâm của Đảng ủy và của ủy ban dân huyện thì là đã vừa qua cũng đã tập trung giải quyết kịp thời, tháo gỡ, đặc biệt là liên quan các lĩnh vực về lấn chiếm sử dụng đất đai và tiến hành các đoàn kiểm tra thanh tra xử lý các sai phạm cụ thể với tại các xã ở Xuân Lôi, Đồng Ích, Xuân Hòa, Vân Trục, Liễn Sơn, Niên Hòa, Từ Du, Sơn Động. Chúng ta thấy các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực về lấn chiếm đất đai đã xử lý cụ thể với các xã địa phương như Xuân Lôi, Đồng Ích, Xuân Hòa, Vân Trục, Liễn Sơn, Niên Hòa, Từ Du, Sơn Đông. Chúng ta thấy rất là rõ đã đưa các biện pháp. Rồi đồng thời thì để khắc phục các vi phạm về lấn chiếm đất đai thì chúng ta thấy là ủy ban cấp huyện cũng bên cạnh cái việc thanh tra kiểm tra và xử lý ngăn chặn đấy rất là hiệu quả các hành vi vi phạm này, thì ủy ban huyện cũng đã có kế hoạch tăng cường tuyên truyền vận động người dân thấy là liên quan đến nắm bắt các quy định pháp luật để thực hiện các hành vi vi phạm, không thực hiện hành vi vận lấn chiếm đó, và thực hiện cái việc khôi phục lại thị trấn ban đầu đấy, các diện tích đất đai, và cũng yêu cầu với các xã phường, các xã thị trấn trên địa bàn của huyện thực hiện cái vai trò lãnh đạo của Đảng trong các quản lý đất đai, gắn với cái việc mà có mục tiêu chính trị địa phương, đúng không? Xác động đồng thời chủ động trong cái việc hoạt động về chuyên môn, về cũng việc liên quan tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức công tác địa chính tại địa phương, nắm bắt rà soát các nội dung đúng không, thực hiện đúng các chính sách rất là rõ về liên quan đến cái việc chuyển đổi đất, đúng không, về đo đạc lập hồ sơ cấp quyền chủ đất, đúng không? Và xử lý kịp thời các cái trường hợp vi phạm trên địa bàn trong thời gian vừa qua, em nhé. Chúng ta đánh giá những hoạt động cụ thể trong nội dung này trong câu hỏi số 6. Đây là câu hỏi số 7, có nội dung là anh chị em cho biết các quy định về thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định nghị định số 91/19 về xử phạt hành chính trong đất đai, nghị định số 422. Thì chúng ta thấy rất là rõ các nội dung trong cái phần quy định này, thì chúng ta cần trả lời cái phần thẩm quyền của các cơ quan, những người đứng đầu các quan, chúng ta thấy rất là rõ liên quan đến thẩm quyền cụ thể ở đây chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt hành chính. Thì các cấp bao giờ chúng ta thấy là liên quan thẩm quyền của ban cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thì ta thấy với các cái hành vi vi phạm như vậy ta thấy thì sẽ được xử lý như thế nào, thì chúng ta cùng tìm hiểu và ta nắm bắt được những cái nội dung của cái phần quy định rất rõ. Vì ta nhớ là đây với nghị định số 91/2019 là nghị định mà hướng dẫn các nội dung trong luật đất đai về những về xử phạt vi phạm hành chính, em nhé. Thì chúng ta thấy cái thẩm quyền xác định ở đây rất là rõ với các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân, thì thẩm quyền của các người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đó, thì chúng ta sẽ nắm bắt được thẩm quyền cụ thể như thế nào và chúng ta vận dụng, em nhé. Thì chúng ta thấy rồi, các ủy ban các cấp là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương thực hiện triển khai các hoạt động phát quản lý nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đất đai. Để tăng cường các hoạt động quản lý trong lĩnh vực này thì cần với những người đứng đầu của các ủy ban các cấp ấy, cần có cái thẩm quyền đó về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm diễn ra về lĩnh vực đất đai trên địa phương mình. Chỉ trên cơ sở các quy định của đất đai thì chính phủ đã xây dựng ban hành nghị định số 91/19, trong đó đưa ra các quy định về thẩm quyền của chủ tịch ủy ban các cấp trong việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai cụ thể như sau. Thì thẩm quyền đầu tiên nó thấy gắn thẩm quyền ủy ban cấp xã, em thấy cái hình thức có bốn các hình thức rất là rõ về phạt hành cáo là cái đầu tiên này. Thứ hai là phạt tiền là đến 5 triệu đồng. Thứ ba là tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch các nội dung giấy tờ, đúng không ạ? Ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Được sử dụng đấy, đúng không ạ? Rồi áp dụng các biện pháp mà khắc phục hậu quả, khắc phục tình trạng ban đầu trước khi vi phạm, thì chúng ta thấy là những biện pháp gắn với thẩm quyền của chủ tịch ban cấp xã ở địa phương, ta thấy đúng không? Thì trong
sử dụng đất đai đấy, phải gắn với thẩm quyền rất là rõ cái này. Ngoài ra thì trong cái thẩm quyền của luật sư phạm hành chính năm 2012 và sửa đổi 120 chúng ta thấy rất là rõ những nội dung ở đây, thẩm quyền về các biện pháp để áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong đất đai, thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân. Thì chúng ta thấy rất là rõ mức quy định. Thì chúng ta thấy nhắc lại đây với cái thẩm quyền xử phạt thì ta thấy là với chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, các em nhá, như là cấp xã thì cái mức chúng ta thấy đưa ra sẽ có quyền phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 5 triệu đồng, rồi tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa sai lệch nội dung giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đó là cho thấy là một khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, các em nhá. Thứ hai là về thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thì chúng ta thấy xem những thẩm quyền như thế nào. Thì thấy là trong quy định của nghị định số 91 thì thấy rằng là ủy ban cấp huyện có thẩm quyền phạt cảnh cáo, thứ hai là mức phạt tiền đến 50 triệu đồng, thứ ba là tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất, thứ tư là tước quyền sử dụng giấy phép trong hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc là đình chỉ các hoạt động dịch vụ tư vấn cho đất đai có thời hạn, và thứ năm còn là áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 5. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây cái nội dung. Thì cái phần này thì chúng ta thấy là liên quan đến cái phần được sửa đổi trong nghị định số 04/2022, ta thấy về mức phạt tiền ở đây thì đã được thay đổi. Nếu mà trong nghị định số 91 thì chúng ta thấy là cái mức phạt tiền, đúng không ạ, với hành vi với thẩm quyền của chủ tịch ủy ban cấp huyện thì chúng ta thấy đó là phạt tiền đến 50 triệu đồng. Thì chúng ta thấy với trong nghị định số 04/2022 thì đã được sửa đổi bổ sung đấy, là thấy là liên quan mức phạt tiền ở đây là 100 triệu đồng cá nhân thẩm quyền chủ tịch ủy ban dân cấp huyện. Chúng ta bổ sung cái phần đó thấy rất là rõ nha, về thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai của chủ tịch cấp huyện là như vậy. Tiếp theo với thẩm quyền chủ tịch ủy ban cấp tỉnh, thấy có thẩm quyền về phạt cảnh cáo và mức phạt tiền là đến 500 triệu đồng, đúng không ạ? Rồi tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch các nội dung, rồi giấy tờ giả đã được sử dụng trong việc sử dụng đất, rồi tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong đất đai có thời hạn hoặc là đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong đất đai có thời hạn, và thứ năm áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 3 điều 5 nghị định này. Thì thấy thẩm quyền ủy ban cấp tỉnh là phạt cảnh cáo, còn phạt tiền là đến 500 triệu đồng, đúng không ạ? Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất, rồi tước quyền sử dụng đất, sử dụng giấy phép trong hoạt động dịch vụ tư vấn trong đất đai có thời hạn hoặc là đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong đất đai có thời hạn, và thứ năm và thấy cấp quyền của chủ tịch cấp tỉnh áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 5 của này. Và trong trường hợp mà người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 khoản 2 điều này mà phát hiện các hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 58 của luật sư phạm hành chính năm 2012 sửa đổi 2020 đấy, là khoản 2 điều 6 của nghị định số 81/2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành luật sư phạm hành chính được sửa đổi tại khoản 7 điều 1 của nghị định số 97/2017 của chính phủ. Thế với trường hợp mà người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 khoản 2 điều này mà phát hiện, nghĩa là của ông xã và ông huyện ấy, và anh vi phạm không thuộc thẩm quyền hoặc là vượt quá thẩm quyền xử phạt, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 58 của luật xử phạt hành chính và khoản 2 điều 6 của nghị định số 81/2013 chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành luật xử phạt hành chính được sửa bổ sung tại khoản 7 điều 1 của nghị định số 97/2017 của chính phủ, các em nhé. Thì thấy với câu hỏi số 7 này liên quan gắn đến thẩm quyền thì chúng ta thấy rất là rõ gắn trong đầu ủy ban các cấp chính là tỉnh huyện xã, đi từ xã, từ huyện, từ tỉnh, thẩm quyền rất là rõ trong việc xử phạt hành chính trong đất đai. Để thấy các bài ở đây, trên đây là các nội dung quy định về thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt hành chính theo quy định của nghị số 91/2019 xử phạt hành chính đất đai và nghị định số 04/2022 sửa đổi cho nghị định số 91/2019. Đây là quy định rất quan trọng, chúng ta thấy rồi, luôn khẳng định là làm cơ sở xác lập cái quyền, đúng không, của những người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đấy, trong việc xử lý các cái sai phạm trong lĩnh vực đất đai và hành chính đấy, theo đúng thẩm quyền, đúng không, để đảm bảo trật tự của nhà nước tại địa phương theo đúng quy định hướng dẫn của luật đất đai của các nghị định số 91/2019 và nghị số 04/2022, các em nhá. Như vậy là trong buổi tối nay thầy đã hoàn thành tổng thể 7 câu hỏi
gắn với nội dung trong nghị định số 91 và chính là nghị định chính là thấy rồi đúng không? Thì chúng ta thấy là nghị định là về quy định về xử phạt hành chính trong đất đai, thì rất mong em dành thời gian lắng nghe thật kỹ những cái phần mà thầy đã chia sẻ cho các em, và ít phút cuối giờ theo nguyện vọng của em thì các em có thể đặt những câu hỏi như thầy nói trong quá trình thầy giảng. Thầy sẽ tập trung cho bài giảng tốt nhất để tạo thành cái video để các em nghe lại, học lại, gạt theo các ý. Còn sau đó thì các em có thể dành thời gian sau buổi giảng, các em đặt những câu hỏi xoay quanh các câu hỏi của từng văn bản, bộ đề văn bản đó. Còn nếu trong trường hợp mà các em vẫn chưa có câu hỏi, sau đó chúng ta học thì có thể các em nhắn tin cho thầy, chúng ta trao đổi, nhắn tin thầy sẽ giải đáp cho các em. Em nhé, và xin mời các em có những câu hỏi gì không ạ, xoay quanh liên quan cái nội dung của nghị định số 91 năm 2019 này ạ. Xin mời các em ạ. Bạn Trinh Nguyễn, bạn Nguyễn Viết Thành, bạn Tuấn Phi có ý kiến gì không ạ? Thế cho em hỏi chút ạ. Em hỏi đi. Trong mà. Cái đề cương mà thầy gửi cho bọn em ạ, thì cái phần mà thẩm quyền của các cấp ấy là nó nằm ở điều nào thì em cũng thấy. Cái này nó nằm trong cái điều 38 đúng không ạ? Cái nào điều 38. Không có, nhưng mà thầy, như thầy nói mình nắm được cái trọng tâm ấy, thực ra có những cái mà nó sẽ cần bổ sung để đưa vào cái phần liên quan đến thẩm quyền em nhé, thì mình cần bổ sung cái phần đó, có những cái họ không liên quan với nhau đấy trong phần quyền xử phạt em nhé. Rồi cảm ơn em câu hỏi đó. Các bạn khác có câu hỏi gì không? Chúng ta cứ mạnh dạn ta trao đổi như vậy nó sẽ mở hơn rất là nhiều cho các em. Vâng, các bạn khác ạ. Còn trường hợp em chưa có câu hỏi thì sau này như thầy nói là đấy, các em có số điện thoại của thầy rồi, chúng ta dùng Zalo thì chúng ta nhắn tin miễn phí, không mất tiền gì cả, thì các em chủ động nhắn tin chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy, nên chúng ta học tương tác như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Được chưa? Nếu các em không có ý kiến gì nữa, thầy xin phép kết thúc buổi học tối nay ở đây được chưa ạ? Vâng, cảm ơn các em nhé. Thì các em cố gắng học bám sát theo cái đề cương này. Như thầy nói, thầy luôn xây dựng các cái bộ đề trọng tâm, các thông tin mà thầy có được để chúng ta học sát nhất các em nhé. Những phần câu hỏi nào có liên hệ hay là những phần nào có phần mở rộng thì chúng ta học bám sát theo nội dung như vậy. Có được không ạ? Vâng, nếu các em không có ý kiến gì, thầy xin phép tắt máy và sau đó up video lên lớp để các em học lại, nghe lại các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tất cả các em.